giới thiệu với mọi người, đây là một cái project về cái máy tính bỏ túi. Thì project này có những cái linh kiện là gồm con STM32 LCD và cái keypad 4x4 này. Thì cái keypad này mình cũng đã dán, mọi người thấy mình dán thêm cái để mọi người thấy nhìn rõ hơn, đúng với lại cái máy tính đúng không? Máy tính bỏ túi đúng không? Nên chưa cộng trừ bằng AC. Thì mình sẽ demo cho mọi người nhìn thấy được là nó hoạt động như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ demo cái trường hợp chạy ok trước, và trường hợp 2 thì, và tiếp theo thì mình sẽ demo những cái trường hợp mà nó sẽ bị lỗi khi mọi người bấm ấy. Ví dụ như mọi người bấm một chia nhưng mà mọi người không xong, mọi người bấm bằng luôn thì nó sẽ là sai đúng không, invalid đúng không. Thì sau mình sẽ demo mọi người nhìn thấy được cái rõ hơn cái đấy. Thì đầu tiên mình sẽ demo cái trường hợp chạy đúng này, ví dụ như là mình sẽ bấm là 12 này. Đây, 12 này đúng không? Cộng với lại 4 này, ví dụ đi, bằng 16 này. 16 ví dụ như ở đây mình ấy, hoặc là mọi người bấm AC thì nó sẽ trở về ban đầu đúng không? Hoặc là mọi người thể bấm tiếp giống như máy tính bình thường của mọi người ấy. 16 mình muốn chia cho, mình muốn chia một cái số gì cho lẻ đi, ví dụ trên 5 đi đúng không? Đấy, bằng này. Đấy, 3.2. Đấy, mọi người thấy không? Thì ở đây mình đang lấy dấu phẩy, một số sau dấu phẩy. Đấy, 3.2 mọi người thấy 3.2 này. Hoặc là 3.2 mình muốn cho nó âm đi, là bằng trừ đi 4 đúng không? 3.2 này. Đấy, khi mà bấm cái này tự động nó, cái kết quả nó sẽ đẩy lên và nó sẽ trừ cho 4. Đấy, 4 bằng này. Đấy, âm 0.8 đúng không? Âm 18, bây giờ mình muốn là trừ đi một cái số nào nữa đi, trừ đi một chẳng hạn đúng không, thử xem nào. Đấy, thành âm 1.8 đúng không. Bây giờ mình cộng thứ hai xem, cộng với lại 2. Đấy, thành 0.2 đúng không, mọi thứ là ok đúng không. Đấy, hoặc là mọi người bấm AC. Đấy, AC nó sẽ trở về ban đầu tùy mọi người, giống như máy tính bình thường 10, ví dụ như 2 nhân 3 bằng 6. Mọi người muốn nhân chia cộng trừ với con 6 này tùy một, với cái kết quả này tùy mọi người, có không thì mọi người bấm AC rồi mọi người bấm tiếp cái phép tính của mọi người. Đây là cái trường hợp chạy ok. Đấy, còn những cái trường hợp mà không ok, ví dụ như là đang chưa bấm số thì đúng không, mọi người bấm bấm nhân chia cộng trừ hoặc là bằng thì nó sẽ báo là một cái invalid, tức là một cái lỗi, bởi vì là mọi người cần phải bấm số rồi nhân chia rồi một cái số nữa đúng không, bấm nhân chia cộng trừ này hoặc là dấu bằng này thì nó chưa đúng cái lỗi, mình bấm lại AC này. Hoặc là ví dụ như mọi người bấm một này xong bằng luôn. Đấy, một bằng luôn thì cũng là cái sai đúng không. Hoặc là một chia bằng luôn thì cũng, hoặc là một nhân bằng luôn thì cũng là sai. Ví dụ như một này nhân này sau bằng luôn. Đấy. Đấy, thì nó sẽ báo lỗi ngay, invalid ngay. Đấy là những cái trường hợp mà nó sẽ bị sai, thì bắt buộc mọi người sẽ phải bấm những cái trường hợp chạy đúng đúng không, ví dụ như là một cộng, hoặc là ở đây có một cái này, ví dụ mọi người bấm một cộng đúng không, nhưng ở đây mình không, mình chót bấm cộng rồi nhưng mà mình không muốn bấm cộng nữa, mình muốn trừ thì mọi người có thể bấm thoải mái. Đấy, mọi người thấy không, mình sẽ thay đổi thoải mái này. Đấy, mình có thể thay đổi ở đây thoải mái luôn. Ví dụ như là 5 nhân với 2 đi đúng không? Mình chỉ tính 22 đấy, bằng 10 này thấy không, hoặc là 10 cộng với thêm hoặc là chia, hoặc là không thích để trừ đi 1 đúng không, bằng 9. Đấy, mọi thứ là ok đúng không. Đấy, thì đây là cái demo, mình xin kết thúc cái demo này.